Chào nghe nhé, mình bên shop áo giáp da mèo, thì các bạn có thể tìm Facebook hoặc Zalo theo số điện thoại 0166 2938 479. Các bạn nhắn tin sang nhé, thì mình sẽ tư vấn trả lời cho các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu thêm một lô hàng da mèo mình mới về. Đây là loại da phát quang, chuyên đi rừng, phát bụi cây cành cây. Đây loại này là lưỡi dài 30, sống dày 5 ly nhé. Đây là loại cán gỗ và đây là cán sừng trâu. Thì loại này chuyên dụng đi rừng, chặt cắt thái đào bới đa năng, một cái dao làm được tất cả mọi việc luôn nhé. Đây còn loại này loại bé hơn này, đây là loại lưỡi dài 23 cán sừng này. Đây lưỡi dài 19 này, ba cây này cũng cán sừng, đây lưỡi dài 19 cán gỗ. Thì mình sẽ rút cái vỏ tất cả các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn này, vân gỗ nổi rất là đẹp này. Đó, vân như dao uổng luôn này. Các bạn đừng so sánh với loại dao này với loại dao rẻ tiền. Là hàng rẻ tiền, thứ nhất gỗ không giờ đẹp như thế này, thứ hai chất lượng nó không thể là được bằng thép nhíp, vì thép nhíp rèn nó không hề rẻ. Loại rẻ chỉ có là sắt bình thường hoặc là sắt tấm họ cắt ra mài, có khi họ không tôi nữa, bán cho khách du lịch đến chỉ mua một lần thôi đó. Thì nó rất là rẻ tiền, hoặc là những có những web trên Facebook bán rất là rẻ, vì dao này nó không hề đảm bảo chất lượng, nó thậm chí không sắc bén nữa. Thì các bạn cứ để ý xem nhé. Dao phát quang, dao chuyên dụng đi rừng, lưỡi dài 30, sống dày 5 ly, cán gỗ nhé. Đây mũi vuông này, cán gỗ dùng thích hợp với chặt thái với thớt này. Còn cái này cán sừng trâu, lưỡi cũng dài 30, dày 5 ly. Còn loại này dùng đi rừng đa năng này, chặt cắt thái đào bới tất cả các việc đều làm được nhé. Còn bên này là loại nhỏ, lưỡi dài 23, dày cỡ 5 ly, cán sừng trâu khô đồng. Đây ba cân này lưỡi dài 19 này, chiều dài 19, cán sừng trâu khô đồng nhé, dày tầm 4 ly. Loại này thì cán gỗ, lưỡi dài 19, cán gỗ thì rẻ hơn cán sừng nhé. Thì anh em quan tâm cứ inbox mình tư vấn cho.